chúng ta đã biết, An Sinh Vương Trần Liễu là thân sinh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng tài ba, lỗi lạc và bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Người anh hùng đã có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ thứ 13. Trần Liễu có mối tư thù với người em ruột của mình là vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, mà trước khi chết, ông đã trăng trối lại với người con của mình là Trần Quốc Tuấn. Con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Vì sao Trần Liễu lại thù hận người em của mình đến chết vẫn không nguôi? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua video ngay sau đây. Nhắc tới An Sinh Vương Trần Liễu, người ta nghĩ ngay tới mối thù bị cướp mất vợ của ông với vua Trần Thái Tông. Dù chính sử ghi chép lại rằng, sau cuộc binh biến trên sông Cái của Trần Liễu, nhờ sự hòa giải của bà Trần Thị Dung, vợ Thái Sư Trần Thủ Độ, mà Trần Liễu và vua Trần Thái Tông đã tha thứ cho nhau và tình cảm anh em trở lại như xưa. Thế nhưng cho đến tận cuối đời, lời trăng trối mà Trần Liễu để lại cho con vẫn thể hiện mối hận ngàn năm ghim vào lòng vị An Sinh Vương chưa phút nào nguôi ngoai. Tại sao lại như vậy? Có phải chính vì mối hận năm xưa, vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh đã lấy vợ của mình là bà Thuận Thiên chăng? Nhưng Trần Liễu cũng biết rằng chuyện bà Thuận Thiên về làm vợ vua Trần Thái Tông, những người trong cuộc đều là nạn nhân của sự xếp đặt này, kể cả Trần Liễu lẫn Trần Thái Tông. Chính vua đã phản đối bằng hành động bỏ cả kinh thành lẫn ngôi vua lên núi Yên Tử với ý định đi tu kia mà. Hơn nữa, sau khi Trần Liễu giấy quân chống lại triều đình, chính vua Trần Thái Tông đã đưa mình ra che chở cho ông để khỏi bị Trần Thủ Độ giết. Rồi sau đó, hai anh em đã tha thứ cho nhau. Vậy tại sao Trần Liễu muốn con mình cướp ngôi vua để trả thù? Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về thân thế của vị An Sinh Vương này. Trần Liễu sinh năm 1211, là con của Trần Thừa và bà Lê Thị. Ông là anh lớn trong gia đình 8 anh em, công chúa Thụy Bà, vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, Trần Nhật Hiệu, Trần Di Ái, công chúa Ngoạn Thiềm, công chúa Thiên Thành và người em út là Trần Bá Liệt. Về con cái, theo các nguồn sử liệu thì Trần Liễu có nhiều con nhưng chỉ có 5 người được nhắc đến: Trần Tung, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Doãn, Trần Quốc Khang và Trần Thị Thiều. Trong đời mình, Trần Liễu được ban nhiều chức tước khác nhau. Tước đầu tiên là Phụng Càn Vương. Trần Liễu được ban tước này vì ông lấy công chúa Thuận Thiên, con vua Lý Huệ Tông. Đến năm 1228, ông được phong chức Thái úy. Năm 1234, khi Trần Thừa mất, Trần Liễu được vua ban tước Hiển Hoàng Vương. Nhưng 2 năm sau, vào năm 1236, ông bị giáng xuống làm Hoài Vương vì dính vào vụ án thông dâm với một cung nhân nhà Lý. Sau vụ đem quân chống lại triều đình và thoát chết năm 1237, Trần Liễu có tước Yên Sinh Vương vì ông được cắt đất, phong làm thang ấp ở vùng Ngũ Yên có tên là Yên Phụ, Yên Sinh, Yên Dưỡng, Yên Hưng và Yên Bang. Sau khi mất, ông được vua ban tước Khâm Minh Đại Vương. Năm 1237, mặc dù lấy nhau đã 12 năm, nhưng vua Trần Thái Tông và Hoàng hậu Chiêu Thánh vẫn chưa có con. Triều đình lo cho hậu vận nhà Trần có thể bị mất ngôi vua như nhà Lý. Do không có con trai nối dõi nên ngôi vua từ nhà Lý rơi vào tay nhà Trần. Biết công chúa Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu đang có mang 3 tháng, Trần Thủ Độ bàn với Trần Thị Dung đưa Thuận Thiên về làm vợ vua Trần Thái Tông, ép vua lấy chị dâu mình và lập làm hoàng hậu, phế vợ là Hoàng hậu Chiêu Thánh xuống làm công chúa. Vua Trần Thái Tông phản đối kịch liệt, nửa đêm cùng với hai cận thần là Trần Thiêm và Trần Khuê Kình trốn khỏi kinh thành lên núi Yên Tử. Gặp quốc sư Phủ Vân là bạn của mình, nhà vua bày tỏ ý định muốn nương nhờ cửa Phật. Quốc sư trả lời rằng: trên núi không có Phật, mà Phật ở ngay trong tâm ta. Quốc sư và vua đàm đạo về Phật Pháp chẳng được bao lâu thì Trần Thủ Độ và quân lính tìm tới. Thủ Độ cùng mọi người ra sức khuyên vua sớm trở lại cung, nhưng vua không nghe.
Thủ Độ cương quyết với nhà vua rằng: "Xa giá ở đâu, tức là triều đình ở đó." Rồi chỉ cho quân lính chỗ xây các cung điện, sợ mất sự yên tĩnh nơi tu hành trên núi Yên Tử. Quốc sư Phủ Vân khuyên vua trở lại kinh thành, và nhờ vậy vua Trần Thái Tông cùng mọi người quay trở lại hoàng cung. Nói về Trần Liễu, vì uất ức bị mất vợ, ông thừa dịp khi Trần Thủ Độ đưa quân đi tìm nhà vua Trần Thái Tông mà không lo chuyện phòng bị, liền đưa quân đánh chiếm kinh thành. Nhưng Trần Liễu không liệu trước được rằng Trần Thủ Độ là người mưu kế và đã sắp đặt mọi chuyện ở nhà cho các tướng khác. Khi Trần Liễu cùng với quân lính đang trên đường đến kinh thành thì bị quân triều đình bao vây. Vì không đủ sức chống lại quân triều đình và để thoát khỏi cái chết, Trần Liễu nghĩ tới vua Trần Thái Tông, người em hết mực yêu thương mình, vì chỉ có Trần Thái Tông mới có thể cứu được ông trong lúc này. Trần Liễu đã ngầm cho người hẹn với vua Trần Thái Tông đúng giờ bơi thuyền ngự ra sông cái cứu mình. Khi vua Trần Thái Tông đến, Trần Liễu giả làm người đánh cá đến thuyền vua xin hàng. Tới khi gặp Trần Thủ Độ, vua Trần Thái Tông lấy thân mình che chở cho Trần Liễu, nên Trần Thủ Độ không làm gì được. Trần Thủ Độ tức lắm nên ném gương xuống sông và nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào." Sau khi được vua Trần Thái Tông cứu thoát chết bên sông cái, binh lính của Trần Liễu đã bị giết hết. Riêng Trần Liễu, nhờ có thêm sự hòa giải của bà Trần Thị Dung mà ông và vua Trần Thái Tông đã tha thứ cho nhau và tình cảm anh em trở lại như xưa. Như chính sử đã ghi: "Thế nhưng tại sao trước khi chết, Trần Liễu trang trối với con mình: con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Phải chăng có điều gì uẩn khúc bên trong? Thiết nghĩ, để tình cảm anh em có được như xưa, phải chăng Trần Thái Tông đã hứa với anh mình rằng, cho dù Trần Thủ Độ có bắt vợ của anh làm vợ mình, ở trong cung, ông vẫn giữ khoảng cách giữa chị dâu và em chồng. Có lẽ Trần Thái Tông đã hứa với Trần Liễu là sẽ không phạm tới thân thể của chị dâu, nên Trần Liễu mới hứa sẽ tha thứ và bỏ qua cho vua Trần Thái Tông chăng? Các bạn thân mến, sau khi Hoàng hậu Thuận Thiên sinh Trần Quốc Khang, đứa con mà bà đã mang thai trước với Trần Liễu, thì bà tiếp tục sinh thêm những người con khác với vua Trần Thái Tông như Trần Hoàng, Trần Quang Khải, Trần Nhật Vĩnh và Trần Ích Tắc. Phải chăng đây chính là nguyên nhân sâu xa của mối hận này? Có thể đây mới chính là nguyên nhân làm cho Trần Liễu vẫn còn hận em của mình cho đến cuối đời. Vì ông cho rằng cái lỗi này không còn là lỗi của Trần Thủ Độ nữa, mà là do đứa em trai mình, tức vua Trần Thái Tông, đã không giữ được tình chị dâu với em chồng như đã hứa với Trần Liễu.